Thế Tử con kính tâm tố hệ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế Tử con nguyện tâm tố hệ Nam Mô A Di Đà Phật. Để ngày hôm nay 28/4 dương năm cảnh tín nhiệm ở tại bản đền Hồ Sen, thanh đồng họ Trương con Trương Ngọc Thành mang hiệu đổi kháng ở tại bản điện Tam Quang Bảo Vi Điện Thế Tử ở tại địa chỉ số 12 tổ 14 hoặc khu vực thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên, để ngày hôm nay thiết lập đàn tràng trên chai dưới mặt thỉnh Phật tuyên kinh cùng người đồng tỉnh thần phan tứ phủ, để ngày nay dẫn trình đàn lễ cho gia chủ họ Nguyễn họ của chúng con ở tại bản đền Hồ Sen, để xin phép đến phần tiền thiên thánh, xin phép hội đồng tỉnh thần phan tứ phủ, xin phép đến thủ nhang bản đền, xin phép pháp sư, xin phép đồng thầy, xin phép các thanh đồng đã qua hạ tứ phủ, nhị vị hầu dân văn đạt tỉnh thần họ Trương con loan giáo thủ hành pháp đế tổ ngồi giáng ngay cũng ở tại bản đền nơi đây, giáo họ Trương con xin phép loan giáo thủ hành pháp đế tổ ngồi giáng ngay cũng ở tại bản đền. Thành bái đạo tâm chỉ thành họ Trương con cầu đạo cầu bình an quả thực dâng lên đăng trà quả thực dâng lên lòng tin bái đạo chú tiên mẫu cực chung tiên thiên mời đệ nhất tiên thiên thanh vân công chúa thượng thiên phủ dây thôn quê vân cát phủ dây nghĩa hưng thiên bản nhà mình cài chất cốt cách thanh tần hình dung cốt cách thanh thanh tần mười lăm duyên định hôn nhân sánh tùy ngự không trung ngôi cao chính vị ở trên trời sở chỉ bốn phương lỗ nhang xa nhiệt pháp dưới mông ngân chư Phật bài hồi tất sao văn tỷ dĩ cây tường vân thành nghị phương ngân chư Phật niệm toàn thân làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát làm mù thanh thanh xa mùng ba ngày mùng ba tháng thìn đôi mươi tuổi một mẫu sẽ diệt phạm trần đệ nhị địa tiết mời mẫu đệ nhị địa tiết nguyên sơ sinh thành trong đề song song sơ chiến đàn ngài hạt đô nhiệt minh lương xa dâu tử mộng lượng vô hương hà đổi đắc thanh lương trí tân kiêm cương nhất chu biết thờ phương làm mù hùng vân cái bồ tát ma tát làm mù hùng vân cái bồ tát ma tát làm mù hùng vân cái bồ tát ma tát làm thanh thanh xa ngồi trên tiên giới có nhà nho sĩ bắt mắt tu ai lão nhị là tình đệ tam thánh tiết mời thánh mẫu đệ tam ngọc hồ thần nữ dưới đỉnh chân nhang dài thoát dài thoát nhất cổ kiếm làm đài tình đài bi làm mù hùng vân cái bồ tát ma tát làm mù hùng vân cái bồ tát ma tát làm mù hùng vân cái bồ tát ma tát làm mù hùng vân cái bồ tát song nhang khai quang thập khởi siêu vang miên siêu từ trung ngạn tích tăng cung sa kim phụ
hoàng thân cận thánh chúa tiên dụng vương thánh gia có linh truyền ra đức ông trần người có linh truyền ra các cam thủy bộ cùng là chư sinh đạo pháp làm thành đường binh đạo pháp làm thành đánh đông dẹp bắc cùng hoành mọi nơi chính cực nghĩ đội nghĩ nào nghiêm chỉnh trước sau quan thủy bộ cùng là chư dinh ngô binh ngô pháp nam thành
tăng sông nhang thập từ dị độ quan minh chiếu đến chúng ngã tích tăng cung vàng kim phục hoàng thật thật thành chư thiên trung ương. Tấu lên thiên đình sớ này tấu lên thiên đình tấu về thành phủ ba tòa chư thiên ông về cầm bút chép thiên. Miền ngài về cầm bút chép biên về cho đệ tử đôi sư bình an độ cho sanh thành vẻ vàng. Ông truyền tuyên sớ thần quang bất muội thanh nhân phi giao cũng giảng di tất cụ hữu sơ ăn nghi thường tuyên đọc tuân phụng như nay thần tuân phụng đức thích ca như nay di giao đệ tử thần thiền hoàng thiên phụng kể thù khâu thủ bạch bái trần từ tuyên bạch được ngôn phục gì đông nga khải thánh nam nhạc giáng thần hoàng an dân tế thế chi công quỷ sát quỷ trừ tà chi diệu bạch đằng tích ký thanh sử lưu danh viên hữu vì Việt Nam quốc Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên thành phố Hoàng Văn Thụ phường tổ đệ thập hiệu y vu hồ sen linh tư thượng phụng đại vương hạ thiên pháp thành biểu quan thịnh Phật cờ an cung anh tiên thánh tiên thảo kim ngân tài mã khai cung tài lộc giải tán phu thê xung khắc hiền cung sơn trang bài tiến thiên quan giải khao hôn bộ huệ thi cô hồn khất cờ công danh thăng tiến bản mệnh bình an lộc tài vượng tiến diên sinh trường thọ sự kim thần mộc ân thanh đồng thủ hương đăng quang bảo ninh điện trương ngọc thành hiệu đồng thăng bản mệnh sinh giáp tuất niên hành canh nhị thập thất tuế đại tấu vũ đệ tử vũ thị nụ bản mệnh sinh ất sửu liên hành canh tam thập lục tuế phu quân nguyễn anh tuấn bản mệnh sinh giáp tý liên hành canh tam thập thất tuế trung tử nguyễn phương linh bản mệnh sinh kỷ sửu liên hành canh thập nhị tuế nguyễn nhật minh tức trần nhật minh bản mệnh sinh bính thân niên sự đăng lục tuế hiệp đồng can chi bản mệnh toàn gia tiên cung đẳng tiên cờ phúc thọ dĩ khang ninh thứ bảo gia môn đà cát khánh tức nhật ngưỡng can thánh nhân phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư hạ phẩm hạnh đổ thanh quy tuy sinh thành tố bẩm ư thiên tự nhiên bảo hữu toàn bằng ư thánh lực cậu phi khấu đảo hạt đắc an ninh do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật cụ hữu sớ văn kiển thần thượng tấu cung duy trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc điện hạ trần triều khải thánh vương phụ vương mẫu nhị vị đường tông thánh tiền trần triều vương tử vương nữ phò mã gia phong đại vương thánh tiền tả hữu văn quan võ tướng cập bộ hạ linh quan thánh tiền phục vọng đại vương đồng thủy chiêu giang phục nguyệt dương dương tại thượng trạc trạc quyết linh bá chính thi nhân trừ phụ chính tỷ thần đệ tử phúc lai tai tống tứ thời vô hạn ách chi sâm các tập cung tiêu bát tiết hữu trình tường chi khánh gia môn hưng vượng nhân vật bình an nhất thiết sở cầu vạn ban như ý đạn thần hà tình vô nhâm khích thiết bình danh chi trí cẩn sơ thiên vận canh tí niên nhuận tứ nguyệt hạ tuần nhị thập phúc sinh tôn nhật thần đệ tử khấu thủ hòa lam bách bai thượng sớ ban sen ban thưởng pháp sư có lời kêu tiếng tấu lời tấu tiến trình của gia chủ họ Vũ họ Nguyễn ngày hôm nay để thiết lập đàn tràng cung nghinh hội đồng đỉnh thần tam thức phủ để tấu tỉnh đi trước ông ta hả. Xuống thoại phủ nghi tam tòa chúa tiên ngài về cầm bút chép biên hà bút phê khai chuyển ngang hà bút phê khai cảm biên chứng tướng nghi đạo lãnh
hùng chỉ tạm sai binh độ binh tùy. Vàng mã dựng lên kim ngân, vàng mã dựng lên đi ông về tổng đôi chép biên rõ ràng thì cho để chàng sinh. Mở mang Nam Hải thành xa hồi cùng.
hoa hải đường hoàng thiên vương cô đệ nhất đất mà thường thành xa ngồi cùng đình đi đại hoàng tấu tiên cô tên gọi đại hoàng thành xa ngồi cùng cửa suốt tơ mờ nhát trông ra ngoài cửa suốt tơ mờ thuyền thoi của bé thành xa hồi cùng tình cũ đời trần nhớ xưa tình cũ đời trần định sinh cậu mẹ một phận thành xa hồi cùng chú mường dân văn đệ nhất chú mường tiên hiền chú ba đệ nhất nam tây thiên nam thân thân đi cơ
ngưng đồng xa thì lâm hôm nay thì đồng sần chúng con bằng nghỉ một chữ tâm ý. Lộc cần đem đi,
đem về. Chân người đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa bác cầu vinh hoa, đẹp như sao cầu ngân hà. Đẹp như sao bác cầu ngân hà, mũi son ba phấn tóc dài sờ vân, dáng thanh tân cử chữ người tám, tâm thần đầy ai họa cho yên. Bầu sâu sắc tốt tươi dương già, lên trên đàn, lên trên đàn năm quả nhiều hoa. Chúc
đường xuống. Thank you.
dài bóng bến lầu mà xa soi khắp hết lòng lòng lô thủy đình hồ sen sóng gợn lung lung linh. Hôm rằm mười tư
một màu sâu sắc tốt tươi dươm già lên nga lên trên hàng năm tỏa nhiều hoa
hai người tan tỏa xuống thiên quan để cầm bút xếp biển. Văn sử dựng lên họ Nguyễn con họ Vũ con đi văn sử dựng lên quan về tổng đôi chép biên rõ ràng thì cho hai họ về nhà. Tài mã dựng lên y ngân tài mã dựng lên để nhập bốn phủ chưa biên rõ ràng thì cho để về nhà. Quang minh khai nghĩ tinh thanh khai cầu cầu thông thiết khai tâm tâm hoàn hoàn khai quang thập thập diệu quang minh chiếu huynh nhân bái lạy thiên đình cho yên căn số từ ngày hôm nay từ đây chính trị an ổn. Tay rắn có dư ba ngàn tay rắn có dư 900 đạo bùa thành cầu chuyện ban con ước để cứu vớt nhân gian. Cứu vớt nhân gian con ước để cứu vớt nhân gian gia chung thịnh vượng đầu trời hoàn hận chữ sang thánh giáng lưu ân. Quan lớn thành à, quan lớn nhà về chữ đỏ bỏ chữ đèn viết tài khắc phục cải họa vi tường,
cung phụ cho toàn thể gia quyến của họ Nguyễn Thảo Vũ từ nay trở đi và từ chi hướng này yên ngôi chính vị yên căn yên số yên sổ thiên cung độ mệnh độ trì đường ngân đường tuyến đường lộc đường tài độ cho từ nay trở đi sở cầu nhí sở nguyện tổng tâm trong tuấn gia trung trẻ thì được mạnh khỏe là già thì được bình an để hôm nay thiết lập đàn tràng các cung đại mệnh các nghiệp đường âm thiết lập đàn tràng mở đường công danh mở cung tài khai cung lộc thiết lập đàn tràng để tái phần âm phần bệnh tật ở trong tuấn gia trung của anh ta cũng tận độ tận thương trách biên sổ sách độ mệnh độ trì cho họ Nguyễn Thảo Vũ được sáu cầu nhí sở nguyện thành công và tất cả các linh các tế ở tại bà đền mà ngũ phúc lâm môn thôn tân man lạc à. Và tiếng hét lạnh thành giá giám sát thiên cai trên thượng ngàn quan giám sát thiên cai thừa hành quan giám đi sát tâm sai chức tôn thần sông đền này bản sông nghỉ cho nghỉ cho dưới sân đường dần nhà khói em lòng anh đi cành nghề chăm hoa đua lở trên cành sơn trang quan giám đi sát hiền quỳnh người mẹ ba truyền thiên đội đoàn cơ
tấu lên thiên đình xưa nay tấu lên thiên đình tấu về phủ ba hòa chúa thiên quan về cầm bút chép liền. Độ cho phúc mạch căng thường tài mã dựng lên để giám sát chép biên rõ ràng phi cho để bình an. Chiếu quang minh phùng thỉnh thỉnh như lai điện khai khai tật khổ thùng minh chiếu vô số chiếu hình nhân bái lạy thiên đình so yên căn sô từ ngày hôm nay từ đây chính vì an ngô. Tay ấn có dư ba ngàn tay ấn có dư 900 đạo mùa thành cầu truyền ban quan về cứu vớt nhân gian. Cứu vớt nhân gian đứng về cứu vớt nhân gian ra chung thịnh vượng đồng trời hoan hân chữ rằng thánh giáng lưu ân. Thái tử đệ tam điều
định nghi chân hải lành quan để cứu vớt nhân gian
gian có lớn về cứu vớt nhân gian, gia chung thịnh vượng, đồng tài hoàn thân chữ sang thánh trang lưu ân. Quan độ cho tôi nguyện thứ mười,
con cháu sống suốt một đời bình an. Sông cầu sông hát nắng kỳ lên vậy nhờ xuống thác ra thuyền rồng chăm chăm mái treo ơi ngã ba sông bạch hạc là lời quát đi về. Diệt mà đoan trang nghi khác
võ thuật quy tụ bốn phương. Tuy ra chấp chấp chính kỷ cương, cấm cấn lấy mực sửa sang nghi hiểm ơi. Sức lòng sai cầm thuyền thay chúa, phép màu quan tôi tu anh linh. Lệnh truyền thủy bộ chữ dinh, trình tề đại giác quan liên miền thần gian. Du lịch bột lắm phương, có vẻ tuột một thú sông thương, trở về tỉnh Bắc quá gian sông lục đầu. Khắp sông dầu, khắp sông dầu, sông cầu, sông hát, khi lên gầy xuống thác vui chơi. Thuyền rồng chậm chậm mái chèo ơi, ngã ba sông Bạch Hạc là nơi quan trở về. Chân chân giang khê lên ngàn quan xuống biển, lạnh giang từ quy điện xanh nam. Đền thờ quan tam tía kiệu hòa, long môn hồ bạc thạch bàn đi con đi. Quan đề tạm ngài anh minh chính trực, trong triều đình Lào có những án được toàn tài, tinh thần tam tứ phủ còn giếng ai xanh bì. Khắp gần xa muôn dân phục sự, lạnh gian từ quốc sự còn ghi. Quan đề tam hải phản phép ai bì, lãnh quyền vua bắt hải kiếm chi các tòa. Lên thiên đình quán còn đang xa sổ, nay quán về nhà đổi sổ cho ai. Chữ mực đổi bằng chữ son, họ phục họ nguyện được ba quốc bày trò. Choi choi sắc rồng,
liên quan đi đệ tứ quanh thì dậy và siêu mã vài lời thiên đình
cho yên căn xuống từ ngày hôm nay từ đây xin vì an ngôn. Tay ấm linh thiêng chín xăm đạo bùa thanh tổ truyền ban quát về cứu vớt nhân ra. Trung thình vương nghi lộc tài hoan hơn chữ rằng sở nguyện tông tâm. Hoa linh giang chính quán quê nhà.
cổ tích nhớ ngực và ngồi cao xả lòng hầu ý không ban sắc nghi tương nghi chân nghe linh xa ông thời chớ cho
Mã đưa lên thiên đình ngọc vệ, Mã thác về thủy tế lâu cung. Họ Nguyễn, họ Vũ thiết lập đàn tràng cùng nghìn tứ vũ. Ôi hơi các quan nghe lệnh ông truyền, thiên vũ hồi thiên vũ, địa vũ hồi địa vũ, thủy vũ hồi thủy vũ, nhạc vũ hồi nhạc vũ. Nhà nào phúc ấy, vũ phúc là môn mà thân tâm an lạc ha. Xin bát ngát lóng lóng sầu hổ phúc, nốt nốt tam đồ buồn khúc sầu lên. Chiên đòi tứ chủ đôi bên, quán tuần sáng sáng ngự lên sập sầu. Kiềm chi tam giới hay chóc sát quỷ trừ tình,
ra bản phép buôn đình quyền ông cai quản tướng thiên bình nhà trời. Ngư đông minh quyền bóng quy lương mãi trời thủy khi toán ra quán tuần hiển hách ai đã ra tay tới độ họ vũ con được nhờ. Người nổi trận phong vật ngư đồng ban phép giúp dân trừ ta. Thánh sông thiêng đem về mang chân nghe ai có tà quạt chóc tà giá riêng như ngay vật vật hạt chưa qua cô quan đi ngũ bệnh bệnh đã được tan mây. Khi cấp quyền quản con đang tra số hôm nay về người đổi số cho ai lấy chữ mực quan đổi bằng chữ son họ Nguyễn họ Vũ ba vuông nghi bảy tròn. Sốc một lòng vượt quan tuần văn bội những ai mà nhầm nhầm nội truyền tha hay còn cách chờ sang hà cầm cơ chỉ núi 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 đà tan khốc. Công hộ quốc người xa phong thương đặng tước công hầu phi tăng đại thương bàng hoàng thành thọ vô cương hiếu trung tiết nhớ đôi đường người mẹ. Nhược bồng lại khi vui bạn chúc bạn mang bạn đoàn tiệc ngon sụp vầy mà sướng ca. Sầu thôi hãy chờ sang đi thành ra sông thành giá ngồi thương an xuân văn tiên thanh xin đàn đục nghi cuộc tuần hoàn quan ý xa đồng mà xứng ngang đời. Chị ngưng bay về ngàn cánh anh khuya nguyệt lặn sao tàn nhìn à ý nhiệt khoan khoan đi đều
đứng gập ghềnh ngồi thấp mắng núi cao ý.
lúc lại em ngồi trên đỉnh núi cất nặng người hằng ta tình vui hát lại ca
xuân sắc tốt tươi dương già lên trên ngàn, lên trên ngàn năm quả nhiều hoa. Chùa đốt đuốc bao ra sớm chiều, vì mây lặng chiều lưng đeo, chân đi hai sao quả đeo sớm mai. Còn dao quai túi dép bên người lên ngàn hai quả lòi cười níu nô, hai đào đi cam quýt nhàn dừa. Bước lên cầu mây, giang ai tới hơi như tiên
sao ngọn ngày sâu đàn hoa mắt tươi muốn dân ấm lo đời đời chúc chú bà trường xuống chọn lối này thôi kìa bóng sáng ai dình xin đi ngàn tiền xuống anh linh áo lam đi ai sao hoa tóc xanh đi xa đẹp như tiên xa tóc xanh xa đẹp như tiên xa chơi bên đường đi về miền xuôi đưa đi bơm đợt hoa đi à xinh quá lại trâu đường đi bơm đợt hoa cười trên cao hiện xuống về bản đến đây tạm mình tuần toàn đông xanh đông cuồng ngược ngàn tối tối anh đi